mới đây, thông tin từ một blogger Trung Quốc cho hay, Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nhất Bác sẽ hợp tác trong bộ phim đam mỹ được mang tên Phụ Gia Di Sản. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thủy Thiên Thừa với đề tài hào môn, tranh đấu trên thương trường. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật Lạc Nghệ do Dịch Dương Thiên Tỷ thủ vai và Ôn Tiểu Huy do Vương Nhất Bác thủ vai. Ôn Tiểu Huy vốn là cậu của Lạc Nghệ, thế nhưng cả hai lại không hề chung huyết thống. Năm Lạc Nghệ 15 tuổi, mẹ cậu qua đời, Ôn Tiểu Huy có trách nhiệm phải chăm sóc đứa cháu và quản lý khối tài sản khổng lồ mà người chị để lại khi mới 19 tuổi. Lạc Nghệ dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng trưởng thành, không ồn ào lối loạn, lại thông minh lanh lợi. Trong khi đó, Ôn Tiểu Huy dù lớn hơn 4 tuổi nhưng lại vô cùng trẻ con. Chính vì sự đối lập này mà đã gây ra vô vàn những tình huống dở khóc dở cười giữa hai người khi chung sống dưới một mái nhà. Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nhất Bác đều là hai gương mặt đình đám của nàng giải trí Hoa ngữ. Sau khi thông tin hai người họ sẽ hợp tác trong dự án phim đam mỹ này, fan hâm mộ đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt với lý do không phù hợp. Mặt khác, các fan nguyên tác còn lo lắng bộ phim sẽ bị phá hỏng hình tượng hai nhân vật đã xây dựng trong phim. Còn các bạn nghĩ sao về dự án phim đam mỹ này? Hạ Uy Hành với sự tham gia của La Vân Hy và Trần Phi Vũ. Đây là một trong những dự án phim Song Lam Chủ sở hữu ekip hùng hậu, vì vậy sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng cũng lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng phim vẫn đang trong quá trình hoàn thành, chưa hề có bất kỳ thông tin chính thức nào về thời gian phát sóng, thế nhưng Hạ Uy Hành đã không ngừng gây sốt cộng đồng mạng với những hình ảnh poster đẹp lung linh và những cảnh hậu trường vui nhộn đáng yêu. Phim được khởi quay tháng 3 vừa qua, fan hâm mộ đang rất mong chờ những tình tiết thú vị về câu chuyện giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, dự án phim đam mỹ Trường Công Án đã chính thức được khai máy với sự tham gia diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long. Đây là một trong những dự án phim được khán giả đặt kỳ vọng rất lớn trong thời gian vừa qua. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đại Phong Quá Quát thuộc đề tài cổ phong trinh thám thần bí. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về lễ bộ thị nàng và thư sinh nghèo Trương Bình. Hai người tình cờ gặp nhau, sau đó cùng nhau phá giải một vụ án. Trương Bình từ một vị quan nhỏ trở thành thừa tướng, cùng lễ bộ thị nàng viết nên một đoạn tình cảm ngọt ngào và đẹp đẽ. Mới đầu, hai vai chính được giao cho Tỉnh Bách Nhiên và Ngô Lỗi nhưng vấp phải nhiều sự phản đối kịch liệt của fan hâm mộ vì cho rằng cả hai đều không phù hợp với dự án phim lần này. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, fan hâm mộ của Ngô Lỗi lại tiếp tục bày tỏ sự hoang mang khi thông tin nam diễn viên đã rời khỏi đoàn làm phim vì không hài lòng với phiên vị của mình trong phim. Điều này càng làm dấy lên thông tin Trương Công Án sẽ bị đóng băng vĩnh viễn. Thế nhưng, ngày 29 tháng 8 vừa qua, dự án phim đã chính thức được khai máy với sự tham gia diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên và sự thay thế bất ngờ của Tống Uy Long trong vai trò làm chính. Sự chốt đơn thế chân Ngô Lỗi của Tống Uy Long đã khiến cho dự án này càng được quan tâm hơn nữa. Hy vọng rằng đây sẽ là một màn kết hợp đỉnh cao của hai mỹ nam đình đám này. Thiên Nhai Khách là một trong những bom tấn đam mỹ đang được mong chờ nhất trong năm 2020 với sự kết hợp đặc biệt của hai mỹ nam đình đám Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn. Tuy bấm máy chưa lâu, nhưng mới đây bộ poster tạo hình của hai nhân vật chính trong phim đã được tung lên. Cùng với đó là một loạt những hình ảnh hậu trường siêu đáng yêu của đôi nam chính đã khiến fan suýt xoa không ngừng. Nhiều người nhận xét rằng tác phẩm không thua kém gì Trần Tình Lệnh và cũng có thể xem là Trần Tình Lệnh 2 mà fan đang hâm mộ từng ngày. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của nhà văn Brian F. Nội dung của bộ phim xoay quanh hai mỹ nam Chu Tử Thư do Trương Chiết Hạn thủ vai và Ôn Khách Hành do Cung Tuấn thủ vai. Một người là thủ lĩnh thiên song, dưới một người trên vạn người, một người là kẻ đứng đầu quỷ cốc ghê rợn. Xuyên suốt mạch phim là cuộc hành trình chọc khoáy lẫn nhau của cả hai. Cuối cùng, họ lại cùng nhau thử một lần làm người để tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau Thịnh Thế thì đây là bộ phim đam mỹ thứ hai mà Cung Tuấn tham gia.
Còn về phần Trương Chiết Hạn, tuy chưa đóng phim Song Lam Chủ bao giờ, nhưng anh lại có thừa kinh nghiệm trong dòng phim cổ trang. Chính vì vậy, sự kết hợp của cả hai trong Thiên Nhai Khách lần này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Liệu rằng Thiên Nhai Khách có xóa ngôi của Trần Tĩnh Nạnh hay không, hãy cùng chờ đợi và ủng hộ cho hai mỹ nam này nhé. Bằng Vũ Hòa, đây là bộ phim với đề tài hình sự truy bắt tội phạm ma túy với sự tham gia của hai nam diễn viên chính, đó là Trần Hiểu và Vương Nhất Bác. Khi những poster chính thức của Bằng Vũ Hòa được đoàn làm phim tung lên mới đây đã khiến cho fan hâm mộ được một phen sốt sắng bởi tạo hình rất chất của đôi nam chính. Vương Nhất Bác với tạo hình quân phục cực xoái ca, còn Trần Hiểu thì thoát khỏi cảnh ông chú với tạo hình trẻ trung và lăng động. Đây được coi là một màn nổ sắc hoàn toàn mới của cả hai nam diễn viên. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của những anh chàng cảnh sát với nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy, với ước mơ bảo vệ an ninh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thiên Quan Tứ Phúc. So với những tác phẩm trên, thì Thiên Quan Tứ Phúc là dự án phim chưa có thông tin xác thực nào của đoàn làm phim. Xoay quanh bộ phim chỉ là những đồn đoán về hai nam diễn viên chính là Lộc Hàm và Lâm Canh Tân trong vai Tạ Hoa và Niên Thành. Cứu Cô Độc là bộ phim đam mỹ thuộc đề tài huyền bí với sự tham gia diễn xuất của Tất Văn Quân và Chu Chính Đình. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc hành trình khám phá đầy hồi hộp và gay cấn của hai mỹ nam Hà Trung Phùng và Lạc Tân. Một người là cao thủ mở khóa, còn một người là chủ tiệm thẩm định đồ cổ. Cả hai cùng nhau liên kết để hợp tác khám phá ra nhiều bí ẩn bị chôn vùi. Bộ phim là một sự kết hợp mới mẻ giữa thể loại ngôn tình và kỳ bí, cùng với nội dung hấp dẫn, các tình tiết trong phim được thể hiện theo nhịp nhanh gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Cả hai nam diễn viên đều được đánh giá là khá tương xứng với nhau, vì vậy khán giả đang rất mong đợi một mối tình đam mỹ ngọt ngào giữa họ. Mới đây, phía đoàn làm phim đã tung lên những poster nhân vật chính thức của bộ phim và liên tục nhận được những lời khen tặng từ phía cộng đồng mạng. Poster chính mang tông màu xanh đen, khoai cổ mang đậm chất nghệ thuật. Nó không chỉ thể hiện sự huyền ảo bí ẩn mà còn giúp hai nam chính trở nên lạnh lùng và lãnh khốc hơn. Chính vì sự đặc biệt này mà khán giả đang ngày càng mong ngóng lịch phát sóng chính thức của phim. Bộ phim đã chính thức được bấm máy vào ngày 13 tháng 6 vừa qua và dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2021. Với sự tham gia của dàn diễn viên cực phẩm này, hy vọng bộ phim sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả trong thời gian sắp tới. Đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đọc Thầm lại là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Bryce. Ngay sau khi thông tin này được phát tán trên mạng, sân tình lại được một phen náo loạn, truy lùng dàn diễn viên tham gia phim. Mà nhân vật được quan tâm nhiều nhất là Tỉnh Bách Nhiên. Tuy nhiên, kể từ khi anh chàng phủ nhận việc hóa thân thành Phí Nộ, mọi thứ dường như đã lắng dịu lại rất nhiều. Chỉ đến thời gian gần đây, trên mạng mới xuất hiện thông tin mỹ nam Hứa Quang Hán sẽ đóng chính trong Độc Thầm, bộ phim mới lại sôi nổi trở lại. Không biết đây là lời đồn có căn cứ hay tất cả chỉ là chiêu trò cọ nhiệt. Sát Phá Lang là một trong những dự án phim đam mỹ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Mới đây, phía đoàn làm phim đã chính thức công bố dàn diễn viên chính của phim là Đàn Kiện Thứ trong vai Cố Quân và Trần Chiết Viễn trong vai Trường Canh. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của Lý Hoành Nghị trong vai Thẩm Dịch và Tôn An Khả trong vai Trần Khinh Nhứ. Trước thông tin này, dân tình lại được một phen náo loạn không thôi, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho hai gương mặt thư sinh Tiểu Thịt Tươi của Đàn Kiện Thứ và Trần Chiết Viễn sẽ không đủ thuyết phục để đảm nhận vai diễn lần này. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đa mỹ cùng tên nổi tiếng nhất của nhà văn Bryce. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Cố Quân. Đây là một vị anh hùng tài giỏi, người đã khiến cho bao kẻ thù phải khiếp sợ và kinh hồn. Và một ngày nọ, Cố Quân nhận được một đứa trẻ mồ côi là Trường Canh. Mang danh nghĩa cha nuôi con nuôi, Cố Quân luôn coi đây là sợi dây trói buộc mình. Ngược lại, Trường Canh thì luôn yêu thương và dõi theo người cha tài giỏi của mình. Và rồi, cho đời luôn cay nghiệt như thế, giữa họ lại nảy sinh tứ tình cảm luyến ái vượt xa lẽ thường. Liệu rằng, cả hai có vượt qua những định kiến xã hội mà sẵn lòng yêu thương nhau, tất cả sẽ có câu trả lời trong bộ phim đam mỹ thú vị này.
Từ khi công bố dự án phim truyền thể này cũng như lộ diện dàn diễn viên chính, có lẽ đây là bộ phim gây ra nhiều tranh cãi nhất cho cư dân mạng, đặc biệt là các fan nguyên tác của bộ truyện. Một phần, dân tình tỏ ra lo lắng vì sợ mối tình của hai nam chính sẽ bị biến tướng do chính sách siết chặt nội dung phim Đam Mỹ truyền thể của Trung Quốc gần đây. Một phần, fan hâm mộ cũng bày tỏ sự hoang mang vì không biết nhà sản xuất có đủ kỹ xảo để tạo nên những cỗ máy hiện đại và hoành tráng như trong nguyên tác. Cho đến nay, bộ phim vẫn đang chuẩn bị được khởi quay, dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2021 với 4 năm tập phim. Hy vọng đây sẽ là một tác phẩm thật đúng như những gì mà khán giả và fan hâm mộ đang chờ đợi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.